Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái trường hợp phẫu thuật cởi lợi cấu tạo hình xương ổn của bạn Trung. Thì trước hết thì Trung có thể giới thiệu một chút về bản thân em không? Vâng, thì em là Đặng Trung, sinh năm 1997. Hiện tại thì em đang ở Hoàng Mai, Hà Nội và đang làm công việc làm kiến trúc sư. Khi mà em bắt đầu em phát hiện ra cái tình trạng mình bị cười hở lợi là khi nào? Thật ra là em cũng phát hiện được vài năm rồi. Lúc mà cười thì mọi người cũng có nói là em cười bị hở lợi hơi nhiều. Nên là mình cái đấy mình cũng biết, mình cũng chú ý hơn về vấn đề mình cười rất hở lợi. Thì là mọi người và bản thân em thì nhận xét thế nào? Em cảm giác như là cái nụ cười của em mà khi mà trước khi phẫu thuật ấy thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống với sinh hoạt của mình? Thì thật ra trước phẫu thuật thì em không tự tin lắm về lúc lúc cười, nên là từ khi lần nào chụp ảnh cũng chỉ là cười cười mỉm thôi, chứ không, hình như là không là cười vào răng. Không bung hết cơ ra. Vâng. Cười phải mí mí một tí. Vâng. Trước đấy em đã tìm hiểu về nhóm hoa của mình thì cũng có khá là nổi tiếng về nhà cắt lợn. Xong rồi, cộng thêm việc là bạn em cũng đã làm ở đây nữa, là nói chung là từ đấy mới quyết tâm đi làm. Thế thì mình phẫu thuật đến bây giờ là tính ra là cũng được tháng rưỡi. Dạ vâng. Tháng rưỡi thì trong quá trình phẫu thuật thì ở trước phẫu thuật thì em có thấy lo sợ nhiều không? Mặc dù đã có cái feedback của bạn em rồi. Thật ra là cũng chỉ hồi hộp một chút lúc mà trước hôm một hôm đến để chuẩn bị phẫu thuật nhé, thì cũng khá hồi hộp bởi vì được đụng đến xương, là nói chung là cũng hơi lo lắng một tí. Đó thì của Trung thì cái quá trình thì nó diễn ra như này, thì buổi đầu tiên khi mà Trung đến ấy thì là sẽ bắt tiến hành chụp ảnh này và chụp phim, thì tí nữa thì mình có thể ra để mình phân tích một chút cái phim CT của bạn. Đó thì sau khi mà chụp ảnh chụp phim thì có cái kế hoạch tư vấn cho bạn là trường hợp của bạn là sẽ tiến hành là cắt lợi đơn thuần hay là mình sẽ tiến hành là cắt lợi và mình sẽ có cái tạo hình xương ổn. Đó thì trường hợp của Trung thì là vừa phải cắt lợi lại vừa phải tạo hình xương ổn để nó tránh bị tái phát sau này. Thì buổi đầu tiên đến thì sau khi mà lấy hết những cái dữ liệu như vậy, chụp ảnh chụp phim xong thì ta tiến hành là phẫu thuật cởi lợi cho bạn. Và sau khi phẫu thuật cởi lợi xong thì có khâu, khâu thì khoảng 2 tuần sau thì cắt chỉ. Và trong cái buổi cắt chỉ đó thì bác sĩ có thể đánh giá lại xem lợn nó đã cân đối hay chưa, có điểm nào nó trong cái quá trình phẫu thuật trước đó là chưa được theo đúng ý mình hay không, ví dụ như là nó hơi bị tù mù cái lợn, nó chưa được phòng cái độ lợi nó đẹp, hay cái đường cong viền lợi nó chưa được đẹp, thì có thể lúc đó mình sẽ tiền lợi một chút. Và hôm nay thì sau khoảng một tháng nữa thì là bạn đến để tái khám kiểm tra thì cái lợi bây giờ nó lành rất là đẹp rồi. Bây giờ có thể xem một chút nhé, xem một chút cái hình ảnh của bạn Trung trước và sau khi phẫu thuật thì nó đã thay đổi như thế nào. Thì đây là chúng ta đã xem cái hình ảnh mà trước khi mà em tiến hành đến phẫu thuật cởi lợi. Vâng. Đó. Thì có thể thấy ở đây là phần lợi mình lộ ra khá là nhiều. Vâng. Ngoài ra thì nhìn cái phần xương xung quanh thì nó cũng khá là gồ. Tức là cái phần xương nó khá là dày và Vâng. nó đẩy cái phần lợi lên, thành ra là mình cười lại càng ngọ hơn. Vâng. Đó. Thì có thể thấy là phần lợi chưa được tối ưu. Tối ưu thì nó sẽ có một cái tỷ lệ giữa chiều dài với chiều rộng. Vâng. Đó. Cái chiều dài chiều rộng và tỷ lệ nó sẽ khoảng 0,7 là 70%. Đấy. Tức là mình đo chiều ngang xong mình đóng chiều rộng thì nó phải đảm bảo cái tỷ lệ xích như vậy thì nó mới đảm bảo cái tính cái độ thẩm mỹ và cân đối giữa thẩm mỹ hồng với cả cả thẩm mỹ trắng của cái răng. Thì của mình bây giờ là cái phần lợi nó đang bị chùm xuống dưới cho nên nhìn cái răng nó đang hơi bị vuông. Thì phẫu thuật thì mình sẽ đẩy cái phần lợi này lên trên. Đó. Đẩy phần lợi lên trên. Của em thì ngoài cái vấn đề về lợi nó đang bị phần lợi của em thì ngoài vấn đề là hở lợi ra ấy, thì nó còn có những vấn đề khác, ví dụ như cái mảng bám còn đang rất nhiều, thành ra em nhìn những cái đường viền nó đang bị đỏ, nề đỏ và nó bị viêm. Thì khi mà mình phẫu thuật thì mình cũng sẽ tiến hành là làm sạch và mình sẽ xử lý đi những cái phần viêm ở dưới luôn, thì nó cũng sẽ sau khi phẫu thuật xong nó sẽ đỡ. Thì tí nữa mình xem cái hình ảnh sau khi phẫu thuật thì mình sẽ đánh giá trước sau thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đó. Và ở đây thì thấy cái phần xương nó đây cái phần xương xung quanh ở phía phía trước là nó khá là gồ, cho nên khi mà mình phẫu thuật thì mình sẽ mài mỏng nó đi, vẫn đảm bảo là có một lớp xương bao phủ chắc chắn cái chân răng.
nhưng mà cũng sẽ đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho cái răng đó. Của em là sau khi mà phẫu thuật hở lợi xong nên chụp ảnh ngoài mặt thay đổi rất nhiều đúng không? Phần lợi đã được kéo lên rồi này. Nhìn cái chiều dài cái răng và chiều rộng răng thì nó đã hình thể đã cân đối hơn. Nó đồng đều hơn giữa răng trước răng sau. Của em thì cũng có một cái thuận lợi đó là các răng nó khá là đều và lợi nó cũng tương đối đều. Đó, thì khi mà mình phẫu thuật thì nó không có sự xê xích nhau quá nhiều, tức là cái răng này có những răng nếu mà nó bị khóc khỉnh quá chẳng hạn thì cái răng này mình phải cắt nhiều, cái răng này lại không cắt được nhiều. Thì ra sau khi phẫu thuật thì có thể là nó cũng có thay đổi nhưng không được rõ ràng như kiểu của em. Của em thì thay đổi rõ ràng luôn. Cũng thuận lợi là răng của mình nó khá đều nên là phẫu thuật khi mà phẫu thuật xong thì cái đường viền lợi nó cũng sẽ cân đối, nó cũng sẽ đều đẹp hơn. Đây là cái hình ảnh trước sau. Khác nhiều đúng không? Dạ. Thì thấy là thứ nhất là cái răng thì nhìn nó dài hơn. Đúng. Nó lộ nhiều răng hơn. Và khi đó thì cái sự cân đối với thẩm mỹ trắng, thẩm mỹ hồng nó sẽ cân đối hơn. Dạ. Thì ở đây là tại vì mình lộ nhiều quá cho nên là nhìn toàn thấy lợi không à. Khi mà mình đã phẫu thuật xong thì nhất là anh đã kéo cái lợi lên trên rồi. Thì răng nó nhìn nó cái phần trắng của răng nó sẽ dài hơn. Cho nên là nhìn nụ cười nó sẽ tươi hơn, đẹp hơn. Cái chiều dài, chiều rộng của răng nó sẽ đưa về đúng cái tỷ lệ chuẩn của nó. Và hai nữa là có tạo hình xương ngổ, cái phần mà xương nó bị gồ bên ngoài quá thì là anh cũng đã tiến hành là anh mà chỉnh nó đi. Đó, thì nó mỏng hơn, nó đỡ bị đẩy môi hơn. Thành ra là một phần là khi mà mình phẫu thuật này cái lợi nó kéo lên trên, một phần nữa là khi mà mình tạo hình cái xương ngổ như vậy thì cái lợi của em nó đỡ bị đẩy lên cao. Và cho nên nó cũng giảm bớt được cái biên độ mà bị cười lợi. Còn thực ra là nếu mà nhìn như ban đầu này mình cắt lên thì mình chỉ cắt được khoảng 2 ly, 2 ly rưỡi thôi, mình có thể là mình thấy là nó cũng có thể nó không hết được lợi, không hết được hở lợi. Nhưng mà khi đây nhìn cái ảnh cuối cùng của em thì thấy là nó đã cải thiện hơn rất là nhiều, cải thiện nhiều hơn so với các mong đợi. Vốn dĩ mà mình bảo là nó cắt ra, nếu mà mình chỉ đơn thuần mình cắt lợi không thôi thì cũng không được nhiều. Nhưng mà đây mình có tạo hình xương ngổ thì thứ nhất là đảm bảo cái việc là nó không bị tái phát sau này. Hai nữa là nó cũng giảm bớt cái tình trạng nó bị đẩy môi lên và nó đỡ bị lộ lợi hơn. Đây là ảnh trong miệng đấy, thì thấy rõ là cái là chiều dài chiều rộng cái răng nó đã khác nhau rồi. Đúng không? Ngoài ra thì cũng thấy cái tình trạng viêm lợi cải thiện thì rất là rõ rệt. Thì ở đấy trước đấy của em thì có cao răng nằm bám rất nhiều và cái những cái đời viền lợi này và những cái nhú lợi này nó nề nó đỏ lên. Thì sau khi mình phẫu thuật xong thì cái việc mình làm sạch và mình nạp đi cái phần viêm đó và mình vẫn đảm bảo cái chiều dài độ lợi, cái chiều dài lợi và cái độ là chiều cao lợi xương hóa đảm bảo về cái phần lợi của còn lại của em nó vẫn rất là chắc khỏe. Thì cái tình trạng viêm lợi nó đỡ đi rất là nhiều, mặc dù vẫn còn những cái điểm nó hơi đỏ một chút, nhưng anh nghĩ là hôm nay mình vệ sinh thêm một lần nữa và chắc khoảng một vài tuần sau thôi thì nó đã hết hoàn toàn. Không còn nữa, cận cảnh nụ cười thấy nó thay đổi. Những cái gồ xương mình đã làm tạo hình rất là phẳng, rất là đẹp. Không bị nhìn nó gồ quá thì giống như nó bị hô ấy. Cái đó bị hô nha. Và thực ra là khi mình phẫu thuật xong bây giờ nhìn nó đỡ rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích cái phim. Khi mà bạn mới đến phòng khám chụp phim thì là khi mà đến mà mong muốn có phẫu thuật cười lợi thì chúng tôi sẽ cho chụp phim, thứ nhất là phim panorama, phim toàn cảnh. Và cái phim thứ hai là phim CT Combin. Thì ở cái phim CT Combin thì bạn sẽ được đặt một cái bông ở giữa cái môi này, nó tách cái môi ra. Thì khi đó là mình sẽ có thể quan sát được rõ hơn. Thì các bạn có thể thấy này, đấy, có một bông đặt đây. Thì cái phần cản quang màu trắng này thì đó là xương, cái phần răng thì nó đây này. Đó, còn cái phần mà mờ mờ các bạn thấy ở đây thì đó là cái phần mô mềm. Thì ở trên cái phim CT này có thể thấy được phần trắng trắng này là phần xương của bạn. Phần đây là phần răng, đối hình thể răng đây. Và cái phần mờ mờ, mờ mà các bạn thấy ở đây thì đó là phần mô mềm. Thì khi mà mình đặt cái bông ở đây thì nó tách được cái môi ra thì mình có thể quan sát được cái đường biên lợi nó đã đi đến đâu. Đó. Thì ở đây thì có thể quan sát được rõ hơn là mình có thể đo được. Tức là cái đường biên lợi này thì mình sẽ cắt được đến đây. Thì nó khoảng 2 ly đến 2 ly rưỡi. Đó. Và tại sao phải tạo hình xương ngổ? Tại vì ở đây có một cái khoảng là nó có khoảng sinh học. Khoảng sinh học thì mình sẽ đo cái mờ màu xương. Đấy, cái mờ xương cho đến cái đường biên lợi tương lai. Thì nó sẽ khoảng 3 mm.
Thì ở đây mà mình cái đường địa lợi tương lai của em thì nó sẽ đúng với cái đường ranh giới giữa cái men và cement, tức là ranh giới giữa thân răng và cổ răng, để đảm bảo được cái đưa về đúng với cái hình thể mong muốn của răng đó. Thì mình sẽ phải cắt đảm bảo cái khoảng cách này nó khoảng ít nhất là 3 mm hoặc hơn 3 mm một chút đó. Thì có thể thấy đây cái phần xương này nó vẫn đang ở tận trên này. Đấy, phần xương nó vẫn đang ở cái chỗ đầu chuột này. Thì mình muốn nó sau này nó không bị tái phát lại. Nếu mình chỉ cắt đơn lợi toàn thì cắt đến đây là được, nhưng mà khi mà vẫn có cái phần bờ xương này nó thì cơ thể mình nó lại phải đảm bảo cái khoảng sinh học đó, nó cái hàng rào để bảo vệ cái phần mô nha chu phía dưới. Khi mà mình mà không đảm bảo được cái khoảng sinh học như thế thì là sau này cái phần lợi lại chùm trở lại. Cho nên mình sẽ phải tạo hình xương mồm. Đó là lý do mình phải tạo hình xương mồm như vậy đó, để tránh nó bị tái phát trở lại sau này. Thì mình có thể đo được ở đây thì cái phần xương hạ xuống thì nó sẽ khoảng 1.5 mm. Đấy, thì có 3 khoảng cách này. Thứ nhất là cái phần lợi mình hạ xuống được khoảng 2 ly đến 2.5 ly. Và để đảm bảo tái tạo lại cái khoảng sinh học ở cái răng đó thì mình sẽ phải hạ tiếp phần xương xuống một chút thì nó khoảng 1.5 mm. Đó. Có thể thấy là phần xương mình nó hơi bị gồ. Này mình thấy cái gồ xương này, em thấy là gồ xương này. Thì cái gồ xương này là mình sẽ có thể mài mỏng đi. Thực chất là phần xương nó không cần quá dày như vậy, chỉ cần đến đây như thế này thôi. Thì nó đảm bảo, vẫn đảm bảo được cái sự chắc chắn của mô răng, của mô nha chu. Và cũng sẽ không bị tái phát lại, và cũng không bị cái tình trạng nhìn nó xương nó gồ lên, nó bị hô hay là nó bị nó đẩy cái môi trên quá như vậy. Thì có cái phim CT này thì mình sẽ đo đạc đánh giá được đúng chuẩn cái khoảng mình có thể cắt được bao nhiêu là đúng theo cái giải phẫu của răng đó, chứ không thể là cắt bừa được. Đây, cái phần xương này thì có thể mài đi, mài chỉnh đi một chút là đỡ bị gồ đi. Còn những cái răng khác thì nó sẽ gồ rõ hơn, thì mình sẽ mài chỉnh nhiều hơn.